Hello, chào cả nhà nhé. Ở mỗi giai đoạn phát triển thì chó luôn cần chúng ta cho ăn cũng như là chăm sóc với một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tâm lý của anh em khi mới chơi mới nuôi chó là thường thường chúng ta rất sợ những bầy cún của mình. Nó biếng ăn, nó bỏ ăn, nó kén chọn loại thức ăn để ăn. Hiện tượng đó trên chó đó chính là hiện tượng chảnh chó đó anh em ạ. Bởi vì chúng ta đang quá nuông chiều nó. Chúng nó hiểu rằng nếu như chúng nó không ăn cái này thì buộc lòng chúng ta sẽ phải đổi cái khác cho nó ăn. Một người chủ tốt là một người phải hiểu các bầy cún đang cần cái gì, đang béo hay đang gầy, đang thiếu chất hay đang thừa chất, để chúng ta cho nó ăn uống với một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em cho chó ăn đúng cách nó sẽ như thế nào nhá. Kiểm soát lượng thức ăn đối với mỗi cá thể cờ hó là một điều vô cùng quan trọng anh em ạ. Sau khi xem xong đoạn clip này sẽ có nhiều anh em bảo là chắc ông này ông không cho chó ăn hay sao mà chúng nó ăn tợn thế nhỉ. Đối với những bầy cún con trong cái giai đoạn từ 7 tháng tuổi trở xuống thì chúng ta có thể cho các bé ăn ít một chút và chia chúng ra thành nhiều bữa nhỏ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên quan sát sự phát triển hàng ngày của các bé. Chúng ta chỉ cần giữ cho các bé một thân hình cân đối, chúng không được quá béo và cũng không được quá gầy. Khi chúng ta làm như vậy thì sẽ giúp các bé trở nên năng động hơn và giảm được những cái nguy cơ, những cái triệu chứng liên quan đến bệnh về đường tiêu hóa. Và ở chó bút đồ thì nó sẽ không bị quá to, bị phá sai, là cái trường hợp mà rất nhiều anh em yêu thích dòng chó bút đồ hay mắc phải. Các bé cún trưởng thành khi mà cơ thể của chúng về chiều cao, về cân nặng đã phát triển đến mức tối đa rồi thì thường thường nếu như mà chúng ta cho đủ chất thì các bé nó sẽ có xu hướng ăn ít lại. Chính vì vậy chúng ta có thể cho các bé ăn thêm những loại thức ăn mà có chứa hàm lượng đạm cao hơn. Điều đó sẽ giúp cho các bé có được một cơ thể khỏe mạnh và một bộ lông dày đẹp hơn. Mình biết rằng có một cái trường hợp mà rất nhiều anh em hay mắc phải, đó chính là bé cún của anh em rất là kén ăn, cơ thể thì gầy gò ốm yếu, nhưng mà khi mà đi khám thì lại chẳng là hiện tượng ốm đau bệnh tật gì cả. Tao đi cho chó mà tác dụng nó gì? Tiệm thuốc Tây chính là cái nơi mà gần với chúng ta nhất, nơi mà ở đó chúng ta có thể dễ dàng mua được những sản phẩm để điều trị những bệnh thường gặp trên chó, ví dụ như là nôn đi ngoài hoặc là ho hoặc là sổ mũi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng rất dễ dàng tìm kiếm được những sản phẩm để hỗ trợ cho các bầy cún của mình lon ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn. Trong cái trường hợp mà những bầy cún bị còi cọc biếng ăn thì chúng ta hoàn toàn có thể mua cho các bé những loại thuốc vitamin nhóm B1, B3, B6, B12 để giúp các bé ăn ngon miệng hơn. Men tiêu hóa sẽ giúp cho các bé tiêu hóa tốt hơn. Những loại thuốc của người thì nó sẽ có tác dụng khá ok, độ an toàn của nó khá là cao. Tuy nhiên thì cái vị của nó thì không phải chó nào cũng thích. Nên là cái việc mà chúng ta cho ăn cũng như là uống thuốc thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những loại chuyên dụng. Có rất nhiều bạn hỏi mình hay cho ăn cái tiếp gì mà cũng vàng vàng. Mình xin trả lời với anh em, đó chính là gen dinh dưỡng anh em nhé. Mọi loài chó, mọi giống chó thì đều có thể ăn được loại gen dinh dưỡng này anh em ạ. Từ chó to, chó nhỏ, chó cái, chó đực, chó đang mang bầu hay thậm chí là chó con đang ăn dặm đều có thể đánh chén được tốt loại này. Tất cả những loại thuốc, những loại vitamin dành cho chó để giúp cho bầy cún ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn thì thường thường cái vitamin chủ yếu thì vẫn là vitamin nhóm B. Chính vì vậy anh em có thể cân nhắc sử dụng những loại thuốc của người hoặc cũng có thể sử dụng những loại thuốc của chó. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi hay là có thắc mắc gì liên quan đến việc chăm sóc chó nói chung hay là chó bút đồ riêng thì anh em hãy để lại câu hỏi của mình ở bình luận nha. Giờ thì bye bye mọi người.